Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi bánh hình cây thông Noel dễ cưng như thế này nha các bạn. Ở đây là mình tượng trưng cho sô-cô-la nè, ở đây là vị trà xanh nha các bạn. Còn ở đây là cái nền kem tương tự như là cây thông với lại những cái bông tuyết mà nó rớt xuống nè các bạn. Rất là dễ thương. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cái túi này, và chúng ta sẽ móc được luôn cái túi này nha. Tại vì cái túi này dựa trên cái nền tảng của cái túi này nè, thêm một chi tiết một xíu thôi là nó sẽ ra cái cây thông nè các bạn, cho nên là rất là đơn giản. Và mình sử dụng len sợi tự do nha, ở đây là mình móc len mi cotton nè các bạn, và không cần canvas luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ở phía bên trong của cái chiếc túi này nha. Đây, mình sẽ để thử cho các bạn một vài món đồ. Ở đây là chai nước hoa mini của mình nè, đây là một cái thỏi son ha, rồi cái này là một cái dưỡng môi, rồi một hũ kem để đi du lịch đó các bạn, đây là một cái kẹp tóc dễ thương và đừng quên đựng tiền trong đây nha các bạn. Đó, các bạn thấy rất là gọn gàng đúng không các bạn. Bây giờ mình sẽ đóng cái túi này lại. Đó, mình chỉ cần kéo như thế này thôi các bạn, rồi cái mình sẽ để cái này xuống. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết nha. Mình hy vọng là bạn nào cũng sẽ móc được cái chiếc túi này nha các bạn. Còn ở đây thì cái túi này cũng khá là dễ thương, nó dễ móc lắm mà các bạn. Móc dễ hơn là cái túi này nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái form túi này trước nha. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau trang trí cây thông cũng như là trang trí bánh kem. Với cái túi bánh cây thông này thì các bạn sẽ chuẩn bị 3 màu nha. Ở đây là cái phần thân cây này các bạn, mình sẽ lựa chọn màu nâu. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái màu đậm hơn, cái màu sô-cô-la cũng rất là đẹp á các bạn. Và cái màu xanh thì màu xanh này mình làm màu xanh lá, nó hơi đậm một tí luôn nè các bạn, cho nó hợp với lại cây thông ha. Rồi cái màu trắng là cái phần mà mình viền nè. Còn cái màu đỏ này là mình để mình làm cái trái tròn á các bạn. Đây, cái trái tròn này nè. Các bạn nếu mà các bạn muốn móc cái size lớn hơn nữa thì các bạn sử dụng thêm cái miếng canvas tròn này nè để mà các bạn nẹp vào nha. Cái này mình làm size nhỏ và mình làm cái đáy túi chập đôi cho nên là mình sẽ không có cần làm cái này. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng cái đáy túi mà chập đôi thì các bạn cũng không cần dùng luôn. Nếu mà mình có thì mình sẽ sử dụng, còn nếu mà không có thì cũng không sao ha các bạn. Còn nếu mà các bạn có thì các bạn có thể là đựng đồ nặng được. Chúng ta sẽ cố định lại được cái phần đáy, nó không có bị thủng xuống các bạn. Còn nếu mà các bạn sử dụng đồ nhẹ hoặc là cho bé đeo bình thường thì chúng ta không cần ha. Cái này có cũng được mà không có cũng không sao nha các bạn. Và cái kim móc các bạn sử dụng có thể là kim móc hai đầu số 3, 4 như thế này. Mình sẽ móc đầu số 4. Đối với cái này nè là mình móc cái kim đầu số 4 hết nè các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn tăng size lên thì hoặc là các bạn sẽ tăng cái số hàng, hoặc là chúng ta sẽ tăng cái size kim lên nha. Ở đây là các bạn có thể là sử dụng kim 3.0mm hoặc là 3.5 cho cái chiếc túi này nha các bạn. Chuẩn bị thêm cho mình kim khâu len và kéo gắt len. Với lại nếu mà các bạn làm cái túi bánh này nè thì các bạn sử dụng keo hoặc là kim chỉ may để mà các bạn kết vào nha. Rồi mình để hai cái túi ở đây cho nó đẹp nha, tại vì mình thấy nó thấy cưng quá à các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái len để chúng ta làm cái phần thân của cây thông trước nha các bạn. Các bạn sẽ tạo một cái vòng tròn. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn này, kéo len qua, móc lên hai mũi móc xích. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào vòng tròn, móc 15 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Sau đó các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó nhỏ lại, kéo khít luôn
Rồi, bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc xích, chân móc đầu tiên nè. Đây, cái chân móc đầu tiên ở đây nha. Và các bạn sẽ kéo len qua. Chúng ta sẽ thực hiện một mũi trượt. Rồi bây giờ các bạn sẽ cố định cái vòng tròn này lại một lần nữa cho nó khít luôn, cho nó đẹp nha các bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc lên hàng thứ hai với hai mũi móc xích. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc hai mũi móc kép. Chân móc thứ hai, hai mũi móc kép. Chân móc thứ ba, hai mũi móc kép. Và các bạn sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là hai mũi móc kép đến cuối hàng. Chúng ta sẽ có được cái hàng thứ hai là 30 mũi móc kép. Sau khi các bạn móc đến cuối hàng, các bạn cũng sẽ chuột mũi vào chân móc đầu tiên này. Kết thúc hàng móc thứ hai, lên hàng móc thứ ba với hai mũi móc xích. Lại đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một kép. Chân móc thứ hai, móc hai kép. Rồi bây giờ chúng ta đã có được một cụm là một kép và hai kép. Hai chân móc kế bên đây các bạn cũng sẽ tạo một cụm y hệt như thế. Móc vào chân móc thứ ba, một kép. Chân móc thứ tư, hai kép. Rồi bên đây lại một kép. Và bên đây lại hai kép. Các bạn sẽ móc là 1 2 1 2 như thế đến cuối hàng luôn nha. Chúng ta sẽ có được là 45 chân móc nha các bạn, 45 mũi móc kép. Khi các bạn móc đến cuối hàng thứ ba thì các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng móc. Bạn nào muốn cái size túi lớn hơn thì các bạn làm thêm cái hàng móc thứ tư nữa, lên hai mũi móc xích và các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này nè, một kép. Chân móc thứ hai là một kép, chân móc thứ ba là hai kép. Như vậy mình sẽ nghĩ trong đầu là 1 1 2 ha. Hàng móc thứ tư sẽ là 1 1 2, hàng móc thứ năm sẽ là 1 1 1 và 2, như thế nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm một cái miếng như thế này nữa, với ba hàng móc như thế này luôn nha. Đặng một lát nữa cái mình ốm vào mình nối nó lại nha các bạn, giống như là cái túi tỏi vậy đó. Thì cái này là cái đáy túi nè, đó cái đáy túi để cho nó cứng cáp như thế này nè các bạn. Đó, cái túi này size nhỏ nè, cái túi này size nó to hơn xíu. Thì cái túi này mình làm vòng tròn ma thuật là 12 mũi móc kép nè các bạn. 12 mũi móc kép hàng thứ hai, rồi hàng thứ ba, rồi hàng thứ tư. Mình làm 4 hàng. Đây là 12 nè, đây là 24, đây là 36, đây là 48 mũi. Rồi, mình cũng chập đôi cái phần đáy lại, mình không có làm cái canvas. Còn cái canvas này mình mua thì ở ngoài nó có nhiều size lắm các bạn, thì các bạn có thể là tự lựa chọn nha. Ở đây là size 11cm nè. Nếu mà các bạn làm thêm một hàng nữa, tức là cái công thức của chúng ta sẽ là 1 1 2 á, thì nó sẽ ra tầm ở chỗ cái khoảng này nè các bạn. Nè, nó ra tới ở chỗ này. Thì các bạn sẽ lấy kéo ha, các bạn sẽ cắt đi, cắt bỏ hai cái hàng cuối. Còn nếu mà các bạn sử dụng nói chung là nó còn bao nhiêu thì các bạn sẽ cắt bỏ, để một lát nữa khi mà lên cái hàng thân rồi mình sẽ để cái canvas này lên nè, và mình sẽ ốm nó lại, rồi mình lấy cái len cùng màu nè, rồi mình may nó lại thôi nha. Rất là đơn giản thôi à các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len này luôn nha. Nè, cắt đi cái đoạn len này. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim này, kim móc, các bạn đưa cái phần này xuống đi, giấu vào trong mũi móc nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ chập đôi hai cái đế lại với nhau nha. Nè, sau đó các bạn sẽ ốm hai cái phần này nè. Cái chỗ này là mình cũng cắt len rồi nè. Đó, mình ốm hai cái chỗ này lại để mà cho cái mũi móc nó đồng đều hơn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim móc này, chúng ta sẽ đưa vào trong cái điểm này, rồi đồng thời đưa xuống cái điểm ở phía dưới luôn nha. Cái chân móc song song nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chừa ra một cái đoạn len như thế này cho mình đi, một lát nữa mình giấu sau nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần
len này qua nè. Rồi các bạn đưa cái kim móc á, qua cái chân móc kế bên nè các bạn. Đồng thời ở phía bên đây mình cũng đâm kim vào cái chân móc song song ở phía dưới. Các bạn sẽ trượt đủ cho mình 45 mũi nha. Nếu mà tính luôn mũi giờ á, là chúng ta sẽ trượt là 46 mũi. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim từng chân móc kế tiếp á, rồi đâm kim xuống phía dưới. Đây, đâm kim từ chân móc bên đây, đâm kim xuống phía dưới này, kéo len qua, thực hiện mũi trượt. Đâm kim chân móc kế tiếp, đâm kim vào chân móc ở phía dưới, kéo len qua, thực hiện mũi trượt. Và các bạn sẽ trượt mũi như thế đến cuối hàng cho mình, để chúng ta sẽ gấp đôi cái này lại nha. Còn nếu mà các bạn sử dụng canvas á, thì các bạn sẽ móc tới cái bán kính, cái đường kính mà các bạn mong muốn. Rồi xong chúng ta sẽ ốm lên canvas thử. Rồi các bạn sẽ cắt cái miếng canvas đó cho vừa với cái lại cái đáy túi này nha. Và bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình đến cuối hàng nha. Mình đã trượt mũi đến cuối hàng rồi nè các bạn. Và đây còn một cái chân móc mũi dời của chúng ta đó, thì các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên của chúng ta luôn đi. Rồi như vậy là chúng ta đã có được 46 mũi móc rồi nè các bạn. Các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích ha. Quay ngược cái đầu móc này lại nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào những cái chân móc này nè các bạn. Đó, những cái chân móc này để mà chúng ta móc những cái mũi móc kép ha. Chúng ta sẽ móc là 46 mũi móc kép luôn nè các bạn. Đó, đâm kim vào đây nha. Quấn len, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một kép. Chân móc kế bên, một kép. Chân móc kế tiếp, một kép. Các bạn cứ đâm kim vào từng chân móc nha. Chúng ta không có đâm kim nhánh trong nhánh ngoài gì hết, từng chân móc là được. Đó. Rồi các bạn sẽ làm như thế đến cuối hàng, chúng ta sẽ có được là 46 mũi móc kép. Kết thúc hàng thứ nhất của cái phần thân thì các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Từ hàng thứ hai trở đi chúng ta sẽ móc như thế này nha các bạn. Ở với cái chiếc túi này nè, ở cái phần thân đó, thì mình sẽ làm hai kép liên tục rồi tới một mũi ngoặt ngoài, hai kép liên tục tới mũi ngoặt ngoài nè. Còn ở cái túi này thì mình là làm một kép xong rồi tới hai mũi ngoặt ngoài rồi tới một kép. Thì các bạn thích cái họa tiết nào thì các bạn sẽ làm cái họa tiết ấy ha. Còn cái này mình sẽ làm là hai kép và một ngoặt ngoài nha các bạn. Còn một kép một ngoặt ngoài cũng được, một kép một ngoặt ngoài xen kẽ cũng vẫn được luôn, nếu mà các bạn thích nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích nè. Quấn len, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân móc thứ hai, một đơn. Rồi ở cái chân móc thứ ba các bạn sẽ không đâm kim vào cái chân móc ở đây, mà chúng ta sẽ đâm kim luồn từ phía trên nè, luồn qua thân móc kép như thế này nè. Đó, để chúng ta móc một mũi móc kép ngoặt ngoài nha. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim từ phía trên, luồn qua cái thân móc kép, kéo cái cọng len qua, kéo qua hai vòng, sau đó là kéo qua hai vòng. Như vậy là chúng ta đã có được một mũi móc kép ngoặt ngoài rồi nè các bạn. Rồi hai chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn, một nè, hai. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo một mũi ngoặt ngoài ở cái chân móc kế tiếp này. Các bạn lại quấn len, đâm kim từ phía trên, luồn qua cái thân móc kép, kéo len qua hai vòng và sau đó kéo len qua hai vòng tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã được hai kép một ngoặt ngoài, hai kép một ngoặt ngoài. Chúng ta sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng. Còn các bạn nếu mà các bạn thích là một kép hai ngoặt ngoài, một kép hai ngoặt ngoài thì các bạn sẽ móc ha. Rồi bây giờ mình tới hai kép nè, một nè, hai. Rồi mũi thứ ba này sẽ là mũi ngoặt ngoài, lại tiếp tục làm như thế đến cuối hàng. Một kép, một kép và một ngoặt ngoài ở chân móc kế tiếp. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha.
Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối nè các bạn. Còn một cái thân móc lẻ loi ở đây thì các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc kép ha. Và bây giờ các bạn sẽ trượt mũi nè vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi móc xích trước đi các bạn. Phải hết hàng thứ nhất, quên nói cho các bạn, để các bạn nẹp cái phần canh vát vào, nhưng mà nẹp ở cái hàng thứ hai này cũng không thành vấn đề ha, nhưng mà nó khó may hơn. Các bạn sẽ, khi mà các bạn móc xong cái phần một miếng túi thôi, một miếng đáy thôi, thì các bạn sẽ để cái này lên ha, là lúc đó là chúng ta đã cắt cái miếng canh vát này vừa đủ với lại cái đáy túi rồi đó. Thì các bạn sẽ cắt thêm cho mình một cái đoạn len nữa, và các bạn sẽ lấy cái kim khâu len này nè, xỏ qua cái đây, rồi các bạn sẽ may lại y hệt như là các bạn may đồ vậy đó, nhưng mà các bạn sẽ may cái điểm mà nó cố định lại thôi. Ví dụ các bạn sẽ may cho mình là 4-5 điểm gì đó, may xuống cái phần đáy này luôn ha, tại vì nó trùng màu các bạn, vì thế là nó sẽ không có thấy. Các bạn sẽ may ở chỗ dãy này nè, đó, trùng màu mà nó không có thấy, cho nên là các bạn sẽ may xuống ở phía dưới này nha. Các bạn kết làm sao mà cho nó dính chặt lại là được các bạn, chứ không có cái gì mà cao siêu quá đâu. Rồi, thì nếu mà mình có làm mà cái clip nào mà cái túi to hơn sử dụng cái canvas đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn nha. Còn cái này là mình làm theo đơn hàng á, cho nên là mình sẽ làm theo cái size này cho bé bình thường thôi, cho bé nhỏ à các bạn. Rồi, ở cái hàng thứ ba của cái phần thân túi á, thì các bạn cũng sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích nè. Cái chân nào mà mũi kép á, thì các bạn sẽ móc mũi kép. Cái chân thân nào là mũi ngoặt ngoài thì chúng ta sẽ móc mũi ngoặt ngoài nha. Hai mũi móc đầu tiên nè của chúng ta sẽ là hai mũi kép ở hai chân móc. Rồi, tới cái mũi ngoặt ngoài nè các bạn. Các bạn quấn len nè, đâm kim luồn qua, xong kéo len qua hai vòng, sau đó kéo len qua hai vòng nữa. Rồi, kế bên nó là hai cái chân móc kép nè, các bạn sẽ móc vào đây. Mỗi chân móc là một mũi móc đơn, một mũi móc kép. Rồi tiếp tục tới cái mũi ngoặt ngoài, các bạn cũng sẽ móc mũi ngoặt ngoài nha. Đó, rồi bên đây hai kép, hai kép cái tới mũi ngoặt ngoài, hai kép tới mũi ngoặt ngoài, các bạn sẽ lặp lại y hệt như hàng thứ hai nha. Rồi các bạn sẽ làm thêm cho mình cái độ cao tùy các bạn mong muốn ở cái phần phía dưới này nha. Đây các bạn, ở cái túi này thì mình làm tổng cộng là 1, 2, 3, 4 hàng nè. Ở bên đây thì mình sẽ làm nó nhỉnh hơn tí là mình móc nè 1, 2, 3, 4, 5, 6 hàng. Thì tùy theo cái đáy túi của các bạn to thì các bạn sẽ móc nhiều hàng hơn. Còn đáy túi nhỏ như thế này thì mình móc khoảng 4 hàng thôi. Và mình sẽ gặp lại các bạn ha. Các bạn sẽ móc tương tự như vậy đến cuối hàng thứ ba này, lên thêm hàng thứ tư nữa. Và mình sẽ gặp lại các bạn để chúng ta lên cái phần thân. Còn ở cái phần thân mà giống màu trắng ở cái túi đó đó các bạn, thì đối với cái túi bánh, cái túi kem dâu này nè, thì nó sẽ đơn giản hơn cái túi cây thông nha các bạn. Thì từ cái chỗ cái thằng trắng các bạn sẽ móc thẳng lên luôn à. Mỗi hàng là các bạn cứ móc những mũi móc kép thôi, chứ không có cái gì mà lạ hết á. Nè các bạn thấy là khi mà chúng ta tạo cái hàng đầu tiên nè các bạn, là những cái này giống như là mình đang làm cái bánh kem ra ở chỗ này vậy nè. Rồi các bạn để ý nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chúng ta sẽ móc 6 hàng mũi móc kép màu trắng luôn. Ở cái này mình cũng móc 6 hàng nè các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi đó, tại vì ở dưới đây mình tăng rồi thì ở trên đây là mình không có thích tăng nữa. Còn nếu mà các bạn thích cái màu trắng này nó cao lên thì các bạn sẽ làm cao thôi, tùy theo cái kích cỡ của các bạn mong muốn nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc đến cuối hàng thứ ba và lên thêm hàng thứ tư. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc đến cuối hàng thứ tư nha. Mình đã móc tới cuối hàng thứ tư rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và kéo ra đoạn len, chúng ta sẽ cắt đi ha. Rồi, bây giờ bạn nào làm cái túi bánh bên đây nè, thì các bạn sẽ thay cái len màu trắng cho mình nha. Còn mình á, thì thay cái len màu xanh. Đó các bạn,
thay cái len màu trắng để cho tượng trưng cho cái phần kem, còn cái màu xanh của mình thì tượng trưng cho cái phần lá nha. Rồi lá của cây thông nè, các bạn khi mà cắt len rồi á, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời này nè, rồi các bạn sẽ kéo len qua. Len màu xanh này mình cũng sẽ móc thẳng lên phía trên này luôn nè các bạn, nhưng mà mình sẽ tạo họa tiết để cho nó gõ cây thông ha, thì móc giống hệt nhau. Các bạn từ cái hàng đầu luôn nè. Rồi bây giờ các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên là cái chân móc đầu bên đây nè các bạn. Đây, chân móc này là chân móc mũi dời, chân móc đầu tiên là bên đây. Các bạn móc một mũi móc đơn. Rồi kéo này chặt lại. Chân kế tiếp cũng là một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc cái hàng cái màu này nè là 46 mũi móc đơn cho mình nha. Tương ứng với lại 46 chân móc đó các bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Kết thúc hàng móc, mình tính cho nó là hàng móc thứ nhất của cái phần trên này đi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo cái hàng này nha. Tạo cái hàng giống như vành sò các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nè. Bây giờ mỗi chân móc của chúng ta nó sẽ có hai cái nhánh như thế này. Các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh ở bên trong người mình nè, thay vì là nguyên cả chân móc ha. Rồi chừa lại cái nhánh ở bên ngoài để một lát nữa mình móc cái hàng mũi móc kép nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào nửa nhánh bên trong người mình nè các bạn. Các bạn kéo lên qua thực hiện một mũi móc đơn nha. Sau đó là các bạn sẽ bỏ qua một cái chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp 5 mũi móc kép vào cái nhánh bên trong người mình. Đây, 5 mũi móc kép nha. 1 2 3 4 5. Sau khi móc xong 5 mũi móc kép á, các bạn lại bỏ qua một cái chân móc nè, bỏ qua cái chân móc bên cạnh, móc vào cái chân móc kế tiếp, cũng móc vào nửa nhánh bên trong người mình nha. Móc một mũi móc đơn. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong một cái cụm này rồi nè các bạn. Các bạn cách một chân móc, các bạn lại móc thêm một cụm tương tự như thế nữa. Rồi, bỏ qua cái chân móc kế bên, móc vào cái chân móc kế tiếp vào cái nhánh ở bên trong người mình. Thực hiện 5 mũi móc kép. 3 4 5. Rồi, các bạn lại bỏ qua một chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi móc đơn. Đó, móc vào cái nhánh bên trong nha các bạn. Rồi các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn. Bỏ qua một chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp 5 kép. Rồi, bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp một đơn. Cứ 5 kép một đơn, cứ 5 kép một đơn lần lượt như thế đến cuối hàng luôn nha các bạn. Mình còn 7 chân móc nè các bạn. Đây mình đếm cho các bạn ha. 1 2 3 4 5 6 7. Thì nó lẻ như thế thì mình làm nó sẽ bị dư ra. Cho nên là bây giờ khi mà các bạn làm, các bạn cũng sẽ canh chỉnh cho mình ở chỗ này nha. Canh chỉnh 1-2 mũi móc thôi các bạn, chứ không có vấn đề gì hết. Tại vì nhiều khi các bạn làm cái vòng tròn ma thuật này 15 kép, các bạn làm hàng thứ 2, hàng thứ 3, hàng thứ 4, hàng thứ 5 thì cái số mũi móc của chúng ta nó là khác nhau rồi. Nhưng mà cái số chẵn là sẽ ổn hơn. Tại vì hồi nãy á, mình móc vào cái chân móc mũi dời luôn, cho nên là nó dư một mũi đó các bạn. Thì chúng ta sẽ làm như sau nha. Nè, để phân chia cái số lượng này cho nó đều thôi à các bạn, cho nó đẹp hơn thôi chứ không có vấn đề gì đâu nha. Rồi các bạn khi mà còn 7 mũi này nè, ở cái size này á nha, thì các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè, cái chân móc kế bên cái chỗ này. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn nha. Rồi chỉ có thay đổi một cái chỗ đó thôi. Bỏ qua một chân móc, móc vào chân móc kế tiếp 5 mũi móc kép. Để cho nó đều, cho nó đẹp á các bạn, mình chia cho nó đẹp thôi à.
tại vì mình bị dư mũi á. Rồi bây giờ các bạn lại bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp nè, một đơn. Rồi như vậy là thấy nó đều rồi nè các bạn. Còn hai cái chân móc cuối cùng bỏ qua chân móc bên cạnh nè, móc vào chân móc kế tiếp nè, 5 kép. Đó, coi như là mình bị dư một mũi do là mình móc cái mũi dời á các bạn, cho nó kín luôn á. Còn nếu mà các bạn móc mà cái dạng mà nẹp canvas á thì các bạn sẽ không có bị dư mũi như thế này đâu. Thì các bạn sẽ móc như bình thường ha, cứ cách chân móc, móc vào chân móc kế tiếp là xong. Rồi bây giờ các bạn trượt mũi vào cái chân móc đơn này nha, trượt mũi vào cái chân móc đơn này, rồi các bạn sẽ kéo cái len này lên đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái hàng móc kế tiếp nè. Đó các bạn, chúng ta đã được một cái form như thế này nè, rất là dễ thương. Khi mà các bạn làm màu trắng thì chỗ này nó rất là thấy cưng luôn á. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa cái kim, cái phần len này nè, xuống lại cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Như vậy thì các bạn sẽ nè, đâm kim vào cái chân móc này nè, đây cái lỗ này. Xong rồi các bạn sẽ đưa cái qua đây, rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này lên nha. Đó, kéo cái phần len này lên nè, rồi các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại. Các bạn quấn len, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Đó, là còn một cái nhánh bên đây nè các bạn. Các bạn móc cho mình một mũi móc kép nha, đâm kim vào cái nhánh bên cạnh á. Đó, móc một mũi móc kép. Chúng ta cũng sẽ có được 46 mũi móc kép ở cái hàng này nha các bạn. Và mỗi chân móc thì các bạn sẽ móc lại mỗi mũi móc kép vào cái nhánh còn lại á, là chúng ta đã đủ mũi rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Cái màu xanh này nó hơi đậm á, cho nên là nhiều khi các bạn không có thấy chân móc nè. Đó, đây cái chân móc nè. Rồi các bạn sẽ móc cho mình đến cuối hàng luôn. Đó các bạn, rồi chúng ta sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc những mũi móc kép đến cuối hàng này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng móc. Rồi các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích nè. Chúng ta sẽ làm thêm nhiều hàng móc kép nữa nha, đối với cái túi này nha các bạn. Nè, ở đây thì các bạn sẽ làm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi cái túi màu trắng này thì các bạn sẽ làm 6 hàng, 6 hoặc 7 hàng gì cũng được, tùy theo cái chiều cao mà các bạn mong muốn nha. Còn ở cái túi cây thông này nè, thì các bạn sẽ móc thêm một hàng mũi móc kép tương tự như thế này đi. Rồi mình sẽ làm thêm một cái hàng giống hệt như cái hàng màu xanh ban đầu này nè các bạn. Thì mình sẽ làm thêm cái hàng đó, rồi chúng ta sẽ móc 2 kép, rồi làm thêm cái hàng này nữa. Tổng cộng là chúng ta sẽ làm 3 hàng như thế này nè, và mỗi hàng cách nhau 2 cái hàng kép nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc thêm một hàng mũi móc kép nữa cho mình. Móc vào chân móc đầu một kép nè. Chân móc kế tiếp một kép. Chân móc thứ ba này một kép, và các bạn làm tới cuối hàng đi. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau đến cuối hàng. Còn các bạn sẽ móc lên thêm cho mình nhiều hàng móc kép nữa nha. Rồi theo cái số lượng hàng mà các bạn mong muốn. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cái điểm này để mình hướng dẫn cho các bạn làm ở chỗ cái cuối cùng này, là nó đơn giản hơn là cái này ha các bạn. Mình đã móc tới cuối hàng này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Rồi các bạn làm cái túi bánh kem á thì các bạn sẽ móc thẳng lên phía trên đây luôn nè, và các bạn sẽ đợi mình nha. Ở đây là mình còn cái túi màu của Noel nữa nè các bạn, đỏ trắng với xanh luôn. Rất là xinh xắn. Cái này mình cũng trang trí mình kết cái quả dâu nè. Có mỗi cái này là cây thông thôi à. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm thêm một hàng giống hệt như cái hàng này ha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nè, đâm kim vào cái nhánh bên trong nha, nhánh trong người mình á, mình gọi là nhánh bên trong nha. Rồi các bạn đâm kim vào, móc một mũi móc đơn. Tiếp đến các bạn quấn len, bỏ qua một chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp 5 kép. Đó, cũng móc vào cái nhánh bên trong. Cái hàng này chúng ta móc vào nhánh bên trong người mình không à. Rồi 5 kép. Rồi các bạn lại bỏ qua một chân móc, móc vào cái chân móc kế bên này nè. Đó, kế tiếp một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ lặp lại như vậy tương tự đến cuối hàng luôn nha. Nè các bạn,
cái hàng này nó sẽ song song với cái hàng dưới này nè, là các bạn sẽ móc lặp lại. Rồi còn ở chỗ này nè, thì hồi nãy chúng ta móc vào đây như thế nào đó, thì cái hàng này chúng ta cũng sẽ móc song song xuống luôn nha, cho nó đẹp á các bạn. Tại vì chúng ta làm cái chập đôi cho nên là dư một mũi, cho nên chúng ta kỹ cái chỗ đó ha. Nói chung là tới cái điểm đó các bạn, nếu mà lỡ mà quên á, các bạn móc đến cuối hàng thì các bạn cũng sẽ biết là nó dư ra, thì các bạn cũng sẽ tháo ra. Còn 7 mũi đó thì các bạn sẽ làm giống như lúc đầu mình hướng dẫn nha. Là tới cái khúc đó thì mình quay cho các bạn, mình cùng móc cho các bạn cho nó dễ nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng móc tới cái điểm đó. Rồi bây giờ tới cái điểm cũ trước đó rồi nè các bạn. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên này nha. Nè, cái chân móc kế bên này móc một mũi móc đơn luôn, thay vì chúng ta phải cắt ha. Rồi bây giờ chúng ta móc cái điểm đó là như thế thôi, còn những cái điểm còn lại chúng ta vẫn móc cái bài cũ nha. Rồi các bạn lại quấn len nè, bỏ chân móc bên đây, móc vào cái chân móc kế tiếp 5 kép. Rồi bỏ chân móc bên đây, móc vào chân móc kế tiếp 1 đơn. Bỏ chân móc kế bên, móc vào chân móc kế cuối cùng nè, một cụm kép. Nói chung là cái cụm cuối cùng là cái cụm kép là đúng nghe các bạn. Đúng đẹp thôi, chứ nếu mà các bạn móc cái mũi móc đơn rồi các bạn trượt mũi cũng được nữa, nhưng mà tại nó không đẹp bằng á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đơn đầu tiên ha. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ kéo cái này lên, rồi chúng ta cũng sẽ quay qua đây, rồi các bạn cũng sẽ đâm kim ở phía dưới này nè, rồi các bạn sẽ luồn cái cọng dây này xuống phía dưới, rồi móc lên cho mình 2 mũi móc xích nè, quay ngược đầu móc lại, rồi các bạn cũng sẽ làm cho mình thêm 2 hàng kép như thế này ha, 2 hàng kép, rồi các bạn sẽ móc cho mình 2 hàng kép. Mỗi hàng là 46 mũi móc kép. Rồi cái hàng kế tiếp á, các bạn lại tạo cho mình thêm một cái vành này nữa nha. Tương tự như là mình tạo thôi vậy nè. Khi mà tạo cái vành thứ ba đó xong á, các bạn lại móc cho mình thêm 2 hàng kép nữa. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc 2 hàng kép cuối cùng đó xong nha. Rồi các bạn kết thúc cái hàng kép này, các bạn sẽ lên thêm cho mình một hàng kép nữa. Rồi các bạn sẽ hàng kế tiếp các bạn sẽ đâm kim và tạo cho mình một cái vành như thế này. Xong kết thúc cái vành đó, các bạn lại móc thêm 2 hàng kép nữa. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cái điểm đó nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc tới cái điểm đó. Mình đã móc xong tới cái điểm hẹn với các bạn rồi nè. Cứ 2 hàng kép chúng ta lại tạo thêm một cái vành ở đây, 2 hàng kép chúng ta lại tạo thêm cái vành ở đây, và tiếp tục là 2 cái hàng kép cuối cùng. Sau đó là các bạn sẽ trượt mũi, móc lên một móc xích, rồi các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len này nha. Chúng ta sẽ thay cái len màu trắng ra để mà chúng ta viền lại ở cái hàng trên. Các bạn móc cái túi này thì để sau đi, một lát nữa rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Để mình làm cái hàng viền ở chỗ này cái, rồi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Hàng viền này mình sẽ làm cái màu trắng ở phía trên này nè các bạn. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời nha, kẻ cái phần len màu trắng này qua, móc lên cho mình một mũi móc xích. Còn nếu mà các bạn thích làm cái chỗ ở trên đây thì các bạn làm theo cùng mình cũng được nữa. Tại vì á, cái trái tròn này nè, ở cái túi này thì mình sẽ đặt ở giữa thay vì là ở bên hông như thế này. Nếu mà các bạn thích ở giữa thì các bạn sẽ làm theo mình. Còn nếu mà các bạn thích làm cái bên hông này thì các bạn sẽ đợi mình ha. Rồi, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai các bạn cũng sẽ móc một mũi móc đơn, nẹp hai cái cọng len này vào trong mũi móc luôn nha các bạn. Chân móc thứ ba nè, một mũi móc đơn, và các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn nha các bạn. Khi móc đến cuối hàng, các bạn sẽ trượt mũi vào nửa cái nhánh bên trong người mình nha. Đây, nửa cái nhánh bên trong người mình nè. Rồi, móc lên
một mũi móc xích. Bây giờ chúng ta cái hàng viền này các bạn cũng sẽ móc cho mình vào nửa cái nhánh bên trong nha. Đây, nửa cái nhánh bên trong này nè. Móc vào cái chân móc đầu tiên này, một mũi móc đơn. Sau đó lên 3 mũi móc xích. Móc vào cái chân móc bên cạnh á. Móc vào cái chân móc bên cạnh này. Cũng móc vào nửa cái nhánh bên trong nè, một mũi móc đơn. Lên 3 xích. Lại một đơn vào cái chân bên cạnh. 3 xích. Một đơn. Các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Chúng ta sẽ làm một cái hàng vành bèo như thế này. Giống như là kem nó chảy ra các bạn, như lại tuyết á, tuyết nó đọng lại ở trên chỗ này nè, rất là thấy cưng ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn đến cuối hàng luôn nha. Cứ một đơn lên 3 xích, một đơn 3 xích, một đơn 3 xích. Móc đến cuối hàng thì các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc. Chân móc mũi dời nè các bạn. Trượt mũi vào chân móc mũi dời đi ha, cho nó nằm ở phía dưới này luôn. Rồi, các bạn sẽ kéo phần này lên. Chúng ta lại kéo. Chúng ta lại đâm kim nè vào chân móc ở phía dưới này. Rồi các bạn đưa cái cọng len màu trắng này nè luôn qua cái cọng màu trắng này ha. Rồi các bạn sẽ kéo cái len này qua, móc lên một mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại. Chúng ta sẽ móc vào cái nhánh còn lại á các bạn. Móc vào cái chân móc đầu tiên này. Đây, cái chân móc đầu tiên này, một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp, một mũi móc đơn. Và làm lần lượt, các bạn sẽ móc cho mình đủ là 46 mũi móc đơn ở cái hàng này. Rồi các bạn sẽ móc những cái mũi móc đơn đến cuối hàng luôn nha. Kết thúc hàng móc thì các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Nguyên cả chân móc luôn á các bạn. Và bây giờ các bạn móc lên một mũi móc xích nha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Móc một đơn. Chân móc thứ hai, một đơn. Chân thứ ba, một đơn. Chân thứ tư, một đơn. Sau đó các bạn lại lên 3 mũi móc xích. Bỏ qua chân móc kế bên, móc vào chân móc kế tiếp. Một đơn. Chúng ta tạo lỗ để mà chúng ta luộc cái dây cột quá các bạn. Rồi bây giờ các bạn lại móc cho mình ở đây là được một mũi rồi nè. Các bạn móc thêm cho mình 3 mũi móc đơn nữa ha. 2 3 4. Tức là 4 mũi móc đơn thì mình tạo một lỗ, 4 mũi thì mình tạo một lỗ nha các bạn. Các bạn móc lên 3 mũi móc xích, bỏ qua cái chân móc đầu tiên, móc vào cái chân móc kế tiếp một đơn. Rồi, đơn thứ hai, đơn thứ ba, đơn thứ tư. Lại móc lên 3 xích, bỏ qua chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp này một đơn. Rồi cứ lặp lại như thế đến cuối hàng luôn nha. Mình đã tới gần cái cụm cuối rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn cũng sẽ móc cho mình nè. Còn lại 1, 2, 3, 4, 4 chân móc ha. Ở đây được một đơn rồi nè. Đơn thứ 2, thứ 3, thứ 4. Và bây giờ các bạn lên 3 xích. Và các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nha. Rồi móc lên một mũi móc xích nè. Cắt len đi nha các bạn. Rồi chúng ta đã có được một cái form như thế này rồi nè. Rất là dễ thương đúng không các bạn? Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len ra, xỏ len này qua. Rồi các bạn sẽ giấu nó xuống dưới này. Rồi các bạn sẽ luồn nó vô trong cái những cái chân móc này nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ cắt đi ở phía dưới này nè. Các bạn một lát nữa các bạn kiểm tra coi trong đây còn cái len thừa không. Còn thì các bạn sẽ giấu cho mình hết luôn đi nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái phần viền
màu trắng ở chỗ này nè. Rồi các bạn sẽ làm hai cái còn lại nha, tại vì nó sẽ giống nhau hết à. Rồi cái này các bạn sẽ đưa lên phía trên luôn nè. Đưa lên phía trên này đi các bạn. Và giấu ở phía trên ha. Rồi, các bạn đưa nó vô trong những cái mũi móc này đi. Rồi các bạn sẽ cắt đi ha. Đó, các bạn sẽ thấy cái form này của chúng ta nè. Khi mà chúng ta chập lại cái phần đáy túi á, là nó sẽ cứng cáp đây nè các bạn. Đó, nó rất là cứng cáp luôn, rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ở cái phần viền này nha. Rồi ba cái hàng này chúng ta sẽ làm giống hệt nhau nha các bạn. Ở đây là mình đã làm sẵn hai hàng rồi nè. Các bạn sẽ đây ở cái điểm mà chúng ta kết hàng nè các bạn. Các bạn sẽ móc vào cái chỗ này luôn nha. Đây giống thẳng lên, móc vào cái điểm này đầu tiên luôn đi các bạn. Rồi ở đây có 5 mũi móc kép nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á. Cái chân móc đầu tiên này để các bạn sẽ kéo cái len màu trắng qua. Và các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích nha. Đâm kim vào cái chân móc kế bên á. Các bạn cũng nẹp cái sợi len thừa này vào trong mũi móc, đâm kim vào cái chân móc kế bên này. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt. Tiếp tục, các bạn lại móc lên hai mũi móc xích. Móc vào cái chân kế tiếp một mũi trượt. Các bạn cứ làm như thế tương tự đến hết cái vòng này luôn nha. Chúng ta sẽ không bỏ sót một cái chân móc nào cả. Chúng ta đều lên hai mũi móc xích, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi trượt. Lại lên hai xích, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi trượt. Hai xích, một trượt. Chúng ta sẽ làm quanh cái vòng tròn này và không bỏ sót chân móc nào hết, là nó được cái phần viền dễ thương như thế này nè các bạn. Rồi, 2 xích, lại 1 trượt, 2 xích, 1 trượt. Và chúng ta sẽ làm tới cuối hàng. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cái điểm này nha. Mình còn một cái chân móc cuối cùng nè các bạn. Mình cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Mình cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc cuối cùng này. Rồi, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, kéo và cắt len nha. Sau đó các bạn sẽ giấu đi cái cọng len thừa này. Rồi, để nó xuống dưới nè các bạn. Và các bạn sẽ giấu nó vào trong mũi móc nha. Rồi chúng ta sẽ cắt đi cái đoạn len này. Như thế là các bạn sẽ làm hai cái còn lại nha. Rất là thấy cưng rồi nè các bạn. Rồi bây giờ trước khi tạo cái phần dây á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ở cái bên đây luôn đi, để cho các bạn cho xong cái túi bên đây luôn nha. Rồi mình sẽ làm cái phần dây chút xíu các bạn. Rồi các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Rồi chúng ta sẽ kéo cái phần len màu trắng này qua. Móc lên một mũi móc xích, nẹp cái phần màu trắng và màu xanh lại nè các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Móc một đơn. Sau đó là các bạn sẽ lên 3 mũi móc xích. Lại đếm nè, 1, 2, 3. Đâm kim vào chân móc thứ 4, móc 1 đơn. Lại móc lên 3 xích. Đếm 1, 2, 3. Móc vào chân móc thứ 4, 1 đơn. Lại lên 3 xích. Đếm 1, 2, 3. Móc vào chân thứ 4, 1 đơn. Và các bạn sẽ lặp lại như thế cho mình đến cuối hàng luôn. Cái phần này là mình tạo lỗ á các bạn, để mà mình luồn cái phần dây giống như cái bên kia, mà cái này nó hơi khác xíu ha. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như mình đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng còn một cái chân móc nè các bạn. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nha.
Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích nè, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Cái dây này là có 3 mũi móc xích, như thế thì các bạn sẽ móc vào cái dây này 3 mũi móc đơn. 1 nè, 2 và 3. Mình đã nẹp những cái sợi len thừa này vào trong mũi móc luôn nè các bạn. Lát nữa còn dư bao nhiêu á, cái mình sẽ cắt bỏ nha. Rồi, các bạn móc vào cái chân móc đơn này 1 mũi móc đơn. Tiếp tục qua cái phần dây này 3 mũi móc đơn. Tiếp tục bên đây một đơn, và các bạn sẽ lặp lại như vậy đến cuối hàng luôn nha. Vào dây thì 3 đơn, vào cái chân móc đơn thì móc một mũi móc đơn, lặp lại đến cuối hàng. Rồi, có cái dây này thì các bạn cũng sẽ móc một mũi móc đơn nha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này, móc hàng cuối cùng, các bạn móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào chân đầu tiên, móc một đơn. Tiếp tục móc 4 mũi móc xích, bỏ qua hai chân móc ở phía dưới này, móc vào cái chân móc thứ 3 một mũi móc đơn nha các bạn. Đây rồi, các bạn lại móc lên 4 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc thứ 3 nè, 1 2, đâm kim vào chân móc thứ 3, móc một đơn, lại lên 4 xích, 1 2, đâm kim vào trong móc thứ 3, một đơn. Các bạn sẽ lặp lại tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng thì các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích, và chúng ta cũng sẽ cắt đi cái đoạn len này. Sau đó các bạn cũng sẽ giấu cái sợi len này vào trong mũi móc luôn nha. Về cái phần dây á các bạn, thì ở đây nếu mà các bạn sử dụng trong cái việc mục đích gì á, thì các bạn sẽ làm cái phần dây nó dài theo ý thích của các bạn nha. Nếu mà các bạn muốn cái dây này nó mình cầm như bình thường thôi á, thì các bạn sẽ móc ngắn cái dây móc xích lại thôi, khoảng 70-80 mũi thôi là nó sẽ ngắn qua ha. Còn cái này là mình móc 150 mũi nè các bạn, thì nó sẽ dài như thế này nha. 150 mũi tương đương với khoảng 70cm á, thì các bạn sẽ tự cân đo đong đếm với đó nha. Còn nếu mà các bạn sử dụng cho người lớn thì các bạn sẽ móc là 90-100cm để mà chúng ta quẩy nha các bạn. Rồi, cái này thì mình làm cho bé hot, cho nên là chúng ta sẽ tạo là khoảng 70cm cái phần dây. Ở cái này màu, ở cái phần màu xanh trắng đỏ này nè, cái túi này thì mình sẽ móc một dây móc xích thôi nha các bạn, một dây móc xích. Còn cái túi này thì mình sẽ móc là hai dây móc xích. Rồi, các bạn sẽ móc lên cho mình một cái dãy móc xích dài bằng cái số cm mà các bạn mong muốn. Ở đây là mình sẽ làm dài 70cm nha các bạn. Rồi, sau khi mà các bạn móc xong á, thì các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len nha. Sau đó các bạn sẽ xỏ cái phần len này nè, hoặc là các bạn đưa trực tiếp vô cũng được nữa, tại vì cái lỗ của mình bự á các bạn. Rồi, cái này các bạn sẽ nè, cái chỗ này có một cái lỗ nhỏ nè, các bạn sẽ đâm kim vô trong chỗ này ha. Rồi các bạn sẽ luồn nè, từ bên đây luồn qua tới bên đây, nó cứ xen kẽ á các bạn, một cái nổi một cái chìm ha. Rồi bây giờ các bạn cứ luồn qua như thế thôi. Để cái này bên đây luôn đi các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh cho hai cái cọng dây này nó sẽ tương đối lại với nhau. Rồi đó các bạn, là chúng ta đã hình thành ra được cái form túi rồi đó. Đó, form túi nó như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái này nè. Ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái trái tròn len này rồi. Mình sẽ để link móc ở dưới cái phần mô tả nha, kể cả những cái quả dâu như thế này nè, cái mặt cắt của quả dâu các bạn, để mình dán lên cái chỗ này nè, đó, dán lên chỗ này nó rất là thấy cưng nè các bạn.
Ở đây là do khách yêu cầu của mình dán lên như thế này ha. Còn không thôi á, các bạn sẽ móc cái họa tiết trái dâu ở cái hàng này luôn nè. Thì ở cái clip trước đó mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái túi quả dâu đó, thì các bạn có thể là tham khảo nha. Rồi, ở cái trái này thì các bạn sẽ móc giống như cái clip hướng dẫn. Và bây giờ mình sẽ luồn cái này qua bên đây. Và các bạn sẽ luồn cái đầu tiên này trước nè. Rồi, các bạn luồn thêm cái cọng bên đây nữa. Rồi, chúng ta đã luồn hai cái cọng này rồi nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ luồn ở phía dưới này vào bên đây. Và các bạn sẽ kéo cái hai cái cọng này qua bên cái lỗ này nha. Đó. Đó các bạn, là chúng ta đã cố định lại được rồi đó. Nè. Rất là thấy cưng luôn. Cái trái này thì chúng ta có thể là canh chỉnh. Đó, canh chỉnh là chỗ này. Khi mà kéo xong á thì các bạn sẽ canh chỉnh nha. Đó. Rất là thấy cưng luôn đúng không các bạn? Canh chỉnh cho nó tròn ra. Rồi cái này mình có thể là thâu ra thâu vô á các bạn. Rồi cái chỗ này thì các bạn sẽ cột nó lại nè. Rồi chúng ta sẽ cột cái này lại. Rồi chúng ta sẽ cắt đi cái sợi thừa này đi. Đó các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái này rồi. Một lát nữa cái mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dán cái dâu vào trong cái chỗ này nha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là khoảng ở đây là 1 nè, 2, 3, 4, 5, 5 cái miếng dâu như thế này nha. Rồi bây giờ mình để qua một bên nha các bạn. Tới cái này thì các bạn cũng sẽ làm cho mình hai cái cọng dây và cái cách xỏ thì sẽ làm như sau. Hai cọng dây của mình cũng là 70cm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái cọng dây xích này vô đây nha các bạn. Rồi ở đây tại vì cái lỗ này nè các bạn, nó hơi thiếu một lỗ á, cho nên là chúng ta sẽ làm cùng chung một điểm ở cái chỗ giữa này khi mà kết thúc ha. Còn nếu mà các bạn may mắn á, mà các bạn làm không có bị trùng á, thì nó sẽ có thể là nó sẽ đẹp hơn á các bạn. Rồi bây giờ các bạn có thể là đâm kim vào một cái lỗ bất kỳ đi. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ kết hàng nè. Đây, mình sẽ đưa nó như vậy đây ha. Đưa nó từ cái điểm bên đây nè các bạn. Đó, cái chỗ này kết hàng, mình đưa qua điểm bên đây đi. Từ ở chỗ này các bạn sẽ luồn qua. Rồi, rồi bây giờ các bạn sẽ luồn. Luồn lên, luồn xuống, luồn qua, luồn lại các bạn. Giống như cái túi kia ha. Đây nó có lỗ sẵn hết rồi nè. Mình chỉ cần luồn thôi. Ở đây. Khi mà các bạn không có bị thiếu là ở chỗ này của chúng ta nè. Nó còn một cái lỗ bên đây. Thì nó mới tới và nó cách cái chỗ này rồi nó mới tới cái điểm này. Còn của mình nè, nó hơi thiếu. Cho nên là chúng ta sẽ di chuyển nó vào trong cái lỗ chính giữa này luôn nha. Đó các bạn, di chuyển vào trong cái lỗ chính giữa nè. Khi mà một cái xong rồi các bạn sẽ ấy lại đi. Đó, nó rất là dễ cưng luôn. Nhưng mà nó còn cái độ hở ở phía trong nè các bạn. Bây giờ mình luồn cái cọng dây còn lại ha. Rồi các bạn cũng sẽ xỏ cái len qua kim khâu len ở cái cọng dây còn lại nè. Bây giờ mình sẽ chọn ở cái điểm giữa luôn nha các bạn. Ở đây. Nhưng mà cái nào cái mũi ẩn ở phía trong á, thì mình sẽ để nó ẩn phía trong luôn nha. Đây, từ bắt đầu từ cái điểm này nè các bạn. Nó ẩn nè. Các bạn sẽ đưa cái kim khâu qua, kéo cái len này qua. Rồi tiếp tục cái mũi này là cái mũi ở ngoài nè. Thì chúng ta cứ đâm kim ở ngoài thôi. Rồi các bạn kéo cái len này qua. Tiếp tục ở bên đây là cái mũi ngoài. Các bạn cũng sẽ kéo cái này qua. Tới cái điểm chính giữa ban đầu rồi nè các bạn. Nhưng mà đáng lý ra
là cái chỗ này nè, mình phải đưa qua đây luôn đúng không các bạn? Nhưng mà cái này, cái dây nó ẩn ở phía trong. Như thế thì các bạn sẽ đưa cái cọng này nè xuống phía dưới nha, chứ mình không có được luồn qua đây. Nếu mà mình không có, mình đưa qua bên đây luôn á thì nó sẽ chéo ngoe rồi. Nó khi mà kéo á thì nó không có kéo được á các bạn. Và các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi móc đơn bên đây nha. Nè, mũi móc đơn bên đây nè. Các bạn đưa cái này qua. Đó các bạn. Nó qua hết à. Rồi, ở đây nó hợp lý rồi nè các bạn. Bên đây là cái mũi ngoài nè, các bạn cứ đâm kim luồn qua. Đó, nó cùng chiều mới được nha các bạn. Rồi, ở đây thì cái cọng dây từ ở phía trong nó đi ra. Mà cái này à, nè các bạn, là cái mũi nó ở phía ngoài như thế này thì không có được rồi nè. Đây, mình không có thể nào mà mình đưa qua đây rồi mình để cái cọng dây này chính giữa được hết á. Nó không có cùng chiều. Như vậy thì mình sẽ mượn nhờ một cái mũi móc đơn ở phía bên đây ha. Đây, đây cái khoảng cách của hai mũi móc đơn này các bạn đưa qua. Rồi các bạn sẽ luồn ở phía dưới để mà nó về cái trọng tâm. Đó, như thế nha các bạn. Rồi ở đây dây ngắn dây dài nè, các bạn sẽ kéo để điều chỉnh cái cọng dây nó lại cho nó bằng nhau luôn nha. Rồi, như thế thì bây giờ chúng ta có thể kéo rồi nè các bạn. Đó, kéo rút lại thì cái chỗ này nó dính ở phía trong luôn rồi nè các bạn. Đó, rất là dễ thương. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm bốn cái cọng này thành một nha. Ở cái clip trước á, là mình hướng dẫn cho các bạn là tạo cái cục này rồi. Thì cái chỗ này các bạn khi mà các bạn rút á thì các bạn sẽ chừa ra một cái lỗ to nha, để chúng ta chứa được bốn cái cọng này nè. Rồi ở phía này, cái lúc mà tạo cái vòng tròn ma thuật á, móc 6 mũi móc đơn á, các bạn cũng không có kéo khít nha. Các bạn không kéo, các bạn sẽ chừa một cái lỗ hở như thế này để chúng ta có thể là kết vào luôn nha các bạn. Chừa hai đầu là hai cái lỗ hở cho mình nha. Cái quả dâu và cái trái tròn này chúng ta đều có hướng dẫn rồi, mình sẽ để cái link hướng dẫn ở cái phần mô tả. Rồi các bạn sẽ nhấp vào đó nha. Rồi các bạn xỏ qua cái kim khâu len này đi. Đây, dãy bên đây trước nè các bạn, hai cộng trước nha. Rồi các bạn sẽ đâm kim qua cái lỗ to nhất nè, đâm kim lên phía trên. Rồi các bạn sẽ để nó qua đây. Tiếp tục chúng ta lại đâm kim đưa cái len này qua, sau đó là đưa cái cọng cuối cùng qua. Rồi tiếp tục chúng ta lại đưa nó vào trong cái lỗ này ha. Đây, trong cái lỗ ở phía dưới này các bạn đưa lên đó các bạn, là nó sẽ qua hết à, tại vì mình chừa ra đó. Rồi các bạn sẽ điều chỉnh lại cái chỗ này ha, để mà cho nó bằng nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, cái cọng này là cái cọng nào nè ta. Đó, rồi bây giờ chúng ta cùng kéo nó xuống ha. Đó các bạn. Rồi khi mà nó dẹp á thì các bạn sẽ canh chỉnh nó lại, tại vì cái trái tròn mà, các bạn có thể là canh chỉnh nó lại ha. Rồi bây giờ ở đây có bốn cái thì các bạn sẽ cột lại cho mình như thế này để chúng ta tụ về một điểm thôi à các bạn. Đó, rồi chúng ta sẽ cột cái này lại ha. Rồi còn một lát nữa cái mình canh chỉnh lại cái điểm này, mình cột cho nó đẹp hơn nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ cột lại để nối. Rồi là chúng ta có một cái túi cây thông Noel này nè các bạn. Rất là dễ thương luôn. Cái này các bạn có thể là canh chỉnh nó lại cho nó, cái form nó đẹp hơn nè. Không cần canvas luôn mà nó vẫn đứng form á các bạn. Rất là xinh xắn ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dán cái trái dâu này vào bên trong cái bên đây nha. Và bây giờ chúng ta sẽ dán cái quả dâu này ở cái hàng thứ 3 nha các bạn. Nè, 1, 2, dán từ hàng thứ 3 lên trên đây. Và bây giờ mình sẽ dán một cái bất kỳ, rồi các bạn sẽ dán những cái còn lại nha.
tại vì cái keo này nó hơi nóng nè, mình không có làm hết được, để thôi nguy hiểm á các bạn. Nó nóng cái nhiều khi cái mình bị phỏng hoài à. Đó, mình sẽ dán vô trong đây nha. Rồi khi mà dán vô á, các bạn sẽ canh chỉnh nó cho nó gọn lại á các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bắn keo. Rồi mình làm mẫu thêm cái nữa ha. Chúng ta sẽ bắn keo từ cái điểm này nè. Đây, từ cái điểm này các bạn bắn vòng tròn qua, vòng tròn qua. Như thế nha. Đây các bạn, đó, mình bắn như thế này nè. Rồi mình sẽ dán vô. Đây, cái hàng. Rồi, chúng ta sẽ dán vô. Rồi chúng ta sẽ canh chỉnh nó nè. Rồi, còn những cái còn lại các bạn sẽ dán tiếp tục cho mình ha. Bên đây và bên đây. Hoặc là các bạn muốn dán như trái thì các bạn dán thôi à. Không có nhất thiết là mình phải dán 5 trái đâu nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dán những cái phần còn lại rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Đây các bạn, một dàn túi của mình đây. Rất là đáng cưng luôn đó. Ta chỉ cần kéo nó vô cái là nó sẽ gọn lại liền ha. Rồi, rất là cute luôn nè các bạn. Và bây giờ tới cái túi bên đây. Mình cũng sẽ kéo nó vô như thế này ha. Rồi cái mình sẽ cố định nó lại. Rồi, ở bên đây thì mình cho các bạn coi nè. Mình kéo cái này ra. Cái là mình đó các bạn. Cái túi này thì nó to hơn nè và nó cao hơn. Để được đủ thứ đồ luôn. Các bạn để son, tiền hay là cho bé cái tiền lì xì á, Tết này nè. Trời ơi, mấy cái túi này dễ thương. Mấy bé thích lắm luôn á các bạn. Còn người lớn mình cũng xài quá trời ok luôn. Đi ra ngoài dạo mà xách mấy cái này nè, dễ thương. Rồi, cái chỗ này thì chúng ta sẽ kéo cái này ra. Đó các bạn, kéo nó ra ha. Rồi ở bên trong này cũng là vô đói luôn nè các bạn, rất là rộng rãi luôn. Bây giờ mình sẽ để thử đồ vô cho các bạn xem nha. Đi chơi là mình tăng cường sức đề kháng nè, bỏ xê vào, xong rồi nước hoa, rồi son môi, rồi cái dưỡng môi, rồi kẹp tóc nè các bạn, rồi kem, với lại tiền bỏ vô đây luôn cũng được nữa, dễ thương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo nó lại. Đó, kéo nó lại rồi cố định nó lại, bịt cái miệng túi. Trời ơi, thấy cưng quá luôn nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi cây thông Noel này nha, cũng như là cái mẫu túi bánh quả dâu này. Ăn ngon miệng nha các bạn. Mình hy vọng là các bạn vừa thấy ngon miệng và đẹp mắt nữa nè, rất là dễ thương. Chúc các bạn móc thành công nha. Nếu mà các bạn móc thành công á, các bạn nhớ comment ở dưới cho mình biết là các bạn đã móc thành công rồi nha, để mình có cái động lực hơn nha các bạn. Và ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha. Và với ủng hộ My thêm một lượt thích video nè. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết cái clip này và hoàn thành cái mẫu túi này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.